Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng ở một khách sạn năm sao ngay trung tâm Sài Gòn cho con gái nuôi Mimi, tên thật Đỗ Phạm Hà Mi. Nhóc tỳ năm nay 2 tuổi, được Đỗ Mạnh Cường nhận nuôi từ năm 2019. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng ở một khách sạn năm sao ngay trung tâm Sài Gòn cho con gái nuôi Mimi, tên thật Đỗ Phạm Hà Mi. Nhóc tỳ năm nay 2 tuổi, được đổ mạnh cường nhận nuôi từ năm 2019. Hoa hậu Ngọc Khánh mới từ Mỹ về nước. Cô đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định phòng dịch và rất vui khi được hội ngộ bạn bè nghệ sĩ. Hoa hậu Ngọc Khánh mới từ Mỹ về nước. Cô đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định phòng dịch và rất vui khi được hội ngộ bạn bè nghệ sĩ. Hoa hậu Hà Kiều Anh đưa cả ba con đi dự sinh nhật bé Mimi người đẹp và con gái Vivian diện váy hồng ton suyệt ton, trong khi hai cậu con trai bảnh bao, chững trạc với suy đen. Hoa hậu Hà Kiều Anh đưa cả ba con đi dự sinh nhật bé Mimi. Người đẹp và con gái Vivian diện váy hồng ton suyệt ton trong khi hai cậu con trai bảnh bao, chững chạc với suy đen. Hoa hậu Hờ Hèn Nia khoe vai trần gợi cảm và làn da nâu khỏe khoắn trong buổi tiệc. Cô bay từ Huế về Sài Gòn để mừng tuổi mới của bé Mimi hoa hậu hờ hen khoe vai trần gợi cảm và làn da nâu khỏe khoắn trong buổi tiệc cô bay từ huế về sài gòn để mừng tuổi mới của bé mimi diễn viên lan ngọc sinh tươi với váy họa tiết hoa bạch trà to bản cô trang điểm tông hồng phấn hài hòa với trang phục diễn viên lan ngọc sinh tươi với váy họa tiết hoa bạch trà to bản cô trang điểm tông hồng phấn hài hòa với trang phục diễn viên lê xuân tiền thường xuyên gặp gỡ và rất thân thiết với các nhóc tì nhà đỗ mạnh cường diễn viên Lê Xuân Tiền thường xuyên gặp gỡ và rất thân thiết với các nhóc tiền nhà Đỗ Mạnh Cường. Vợ chồng Lê Thúy, Đỗ An đang mong nóng được lên chức bố mẹ. Vợ chồng Lê Thúy, Đỗ An đang mong nóng được lên chức bố mẹ. Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My Đỏ vẽ trẻ trung, quý phái với đàn em Vũ Cẩm Nhung. Đỗ Mạnh Cường tiết lộ anh đặt tên con gái là My, giống tên Diễm My với mong muốn con lớn lên xinh đẹp, tài năng như nữ diễn viên nữ hoàng ảnh lịch diễm my đỏ vẽ trẻ trung quý phái với đàn em vũ cẩm nhung đỗ mạnh cường tiết lộ anh đặt tên con gái là mi giống tên diễm my với mong muốn con lớn lên xinh đẹp tài năng như nữ diễn viên chim công làng múa linh nga xinh xắn trong thiết kế xếp ly cổ điển chim công làng múa linh nga xinh xắn trong thiết kế xếp ly cổ điển xuân lan đi cùng con gái bé thỏ siêu mẫu âu yếm bế bé sóc con nuôi thứ tám của đỗ mạnh cường Xuân Lan đi cùng con gái, bé thỏ. Siêu mẫu âu yếm bế bé sóc, con nuôi thứ tám của Đỗ Mạnh Cường. Trương Ngọc Ánh tự hào khi con gái Đê Vân Trần cạn lớn càng xinh đẹp. Trương Ngọc Ánh tự hào khi con gái Đê Vân Trần cạn lớn càng xinh đẹp. Siêu mẫu võ hoàng yến dịu dàng, nữ tính với váy áo gam hồng. Siêu mẫu võ hoàng yến dịu dàng, nữ tính với váy áo gam hồng. Không gian tiệc sinh nhật hoành tráng của con gái Đỗ Mạnh Cường. Ảnh Linh Phạm Video, phim Trần Hương Giang